Và thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết Tổng thống Donald Trump rút quyền xem tài liệu mật của cựu giám đốc CIA. Tổng thống Donald Trump vào thứ Tư quyết định rút quyền được xem tài liệu mật của ông John Brennan, là cựu giám đốc của CIA, một hành động cho thấy chính quyền đang trả đũa những ai chỉ trích họ. Theo như AP, tin này được bà Sarah Sanders, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc, xác nhận trong cuộc họp báo vào buổi sáng. Ông Brennan mới đây đã sử dụng quy chế của một cựu giới chức cao cấp có thể tiếp cận thông tin mật để đưa ra một số tố cáo vô căn cứ và sỉ nhục, giận dữ một cách điên cuồng trên Internet và truyền hình liên quan đến chính quyền hiện nay. Ông Brennan lâu nay luôn chỉ trích cách làm việc của Tổng thống Donald Trump và gọi hành động tham dự cuộc họp của Tổng thống với Tổng thống Vladimir Putin của Nga là không khác gì phản quốc. Bà Sanders nói Tổng thống cũng đang xem xét đặc quyền được xem tài liệu mật của các cựu giới chức khác. Những người này bao gồm ông James Comey, cựu giám đốc FBI, ông James Clapper, cựu giám đốc tình báo quốc gia, ông Michael Hayden, cựu giám đốc CIA và Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia, và ông Andrew McCabe, cựu phó giám đốc FBI. Thưa quý vị, ông Paul Manafort, cựu phụ tá của ông Trump, bị tố lừa dối ngân hàng và thuế vụ. Ông Paul Manafort nói dối hết ngân hàng này sang ngân hàng khác để vay tiền và gian thuế. Một công tố viên ngày 15 tháng 8 cho biết vào lúc xử cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump về tội gian lận tài chính sắp kết thúc. Vụ xử tại tòa án liên bang ở Alexandria, Virginia là kết quả đầu tiên của cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu về việc Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Ông Paul Manafort bị truy tố về tội trốn thuế và gian lận ngân hàng, không liên hệ đến khả năng thông đồng giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Việc kết án ông Paul Manafort sẽ phá hoại những nỗ lực của ông Trump, và một số nhà lập pháp Cộng hòa cho rằng cuộc điều tra Nga của ông Mueller là một cuộc truy bức chính trị, trong khi việc tha bổng ông Manafort sẽ là một bước lùi của ông Mueller. Các công tố viên nói ông Paul Manafort, 69 tuổi, đã nỗ lực đánh lạc hướng các ngân hàng với những công bố tài chính được dàn dựng vào năm 2015-2016 để mượn tiền mua địa ốc. Các luật sư biện hộ quyết định không gọi thêm nhân chứng trong vụ xử, và ông Paul Manafort cũng sẽ không tự làm chứng. Tòa liên bang bác đơn kiện của Đảng Dân chủ về khách sạn của Tổng thống Donald Trump. Một quân tòa liên bang đã bác bỏ vụ kiện từ 17 dân biểu Đảng Dân chủ, những người tìm cách có được tài liệu liên quan đến các mối quan hệ tài chính của Tổng thống Donald Trump với khách sạn của ông tại Washington DC. Vào tháng 11 năm ngoái, 17 thành viên dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện và Ủy ban Cải tổ Chính phủ đã đệ đơn chống lại Cơ quan Quản trị các dịch vụ thông dụng TSA nhằm xác định liệu Tổng thống Donald Trump có hưởng lợi tài chính từ khách sạn này hay không. Thẩm phán MT Mehta phán quyết bên nguyên không có căn cứ pháp lý khởi kiện TSA về vấn đề này. Ông đề nghị họ nên chuyển hồ sơ kiện sang nơi khác, trong đó có cả Quốc hội. Phía Dân Chủ khởi kiện việc GSA thất bại trong việc tuân thủ theo luật 7 thành viên vào năm 1928, trong đó quy định các cơ quan liên bang phải cung cấp tài liệu cho hơn 7 thành viên trong Ủy ban Giám sát Hạ viện yêu cầu. Thưa quý vị, Hoa Kỳ trừng phạt các công ty Nga, Trung Quốc vì vi phạm lệnh cấm với Bắc Hàn. Ngày 15 tháng 8, chính phủ Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực kinh tế đối với Bắc Hàn bằng các lệnh cấm mới, đồng thời ra lệnh trừng phạt các công ty của Singapore, Trung Quốc và Nga vì vi phạm lệnh cấm với Bắc Hàn. Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ trích các thành viên của Liên Hiệp Quốc cần phải thực hiện nghiêm minh các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn như một phần của nỗ lực khiến Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí nguyên tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ra lệnh trừng phạt đối với công ty thương mại giao nhận quốc tế sau biển Đại Liên của Trung Quốc và công ty liên doanh có trụ sở tại Singapore, SMS. Hợp tác với nhau đã tạo điều kiện thuận lợi cho các lô hàng bất hợp pháp đến Bắc Hàn bằng cách sử dụng các tàu bè giả vận chuyển, chẳng hạn như xuất khẩu rượu, thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh trừng phạt hiện có đối với Bắc Hàn và sẽ thực hiện hành động ngăn chặn các công ty, cảng và tàu tạo điều kiện cho các lô hàng bất hợp pháp và cung cấp nguồn thu nhập cho Bắc Hàn. Thêm một đại học của Hoa Kỳ đóng cửa Viện Khổng Tử. Trường đại học North Florida sẽ đóng cửa một viện văn hóa do Trung Quốc điều hành tại một chi nhánh của trường. Đây là trường đại học gần đây nhất có quyết định này dựa những chỉ trích từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng Trung Quốc dùng các viện Khổng Tử để ảnh hưởng giáo dục bậc cao tại Hoa Kỳ. Trường đại học có trụ sở tại Jacksonville này vào ngày 14 tháng 8 loan báo đã quyết định sau khi xem xét cẩn thận rằng Viện Khổng Tử không đáp ứng với sứ mạng của trường. Viện này mở một chi nhánh ở đây vào 2014 để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa.
Trường không nêu lý do chấm dứt đối tác nhưng cho biết viện sẽ bị đóng cửa vào tháng 2 sang năm, hoàn tất một nghĩa vụ pháp lý thông báo trước 6 tháng để chấm dứt hợp đồng. Viện Khổng Tử có trụ sở tại Bắc Kinh và Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận này. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một trong các nhà lập pháp Hoa Kỳ, cảnh báo Viện Khổng Tử là một nỗ lực của Trung Quốc nhằm banh chướng ảnh hưởng chính trị ra nước ngoài, hoan nghênh quyết định của trường đại học North Florida. Và chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kiểu nghệ hôm nay tăng 396.40 điểm, nhưng lại ở mức là 25.558.81 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay tăng 31.76 điểm, dừng lại ở mức là 7.807.15 điểm. Chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 21.91 điểm, dừng lại ở mức là 2.840.30 điểm. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 2.87%. Và đồng thời, giá dầu thô trong ngày hôm nay là 65.45 đồng trong một thùng dầu thô, đã tăng 0.68 đồng trong một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.181 đồng trong một ounce, đã giảm đi 0.34 đồng trong một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.650.000 đồng một lượng, bán ra là 36.720.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 23.350 đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam đời sống và giải trí.